Thưa quý vị, hôm qua ngày 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cùng đại diện các sở ngành liên quan đã làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri về giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và quý 1 năm 2023. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Từ năm 2022 đến hết quý 1 năm 2023, Bảo Thuận là một trong 9 xã đặc biệt khó khăn. Dùng 7 ngang gian biển của huyện Ba Tri được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia gồm các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống cho người dân, đã hoàn thiện đưa vào sử dụng 2/4 công trình giao thông nông thôn bờ kè ấp Thạnh Hải với kinh phí 44 tỷ đồng. Tuyến đường giao thông DA07 dài 660 m ở ấp Thạnh Ninh, kinh phí 900 triệu đồng và đang thi công tuyến đường DX02 có chiều dài 1.000 m ở ấp Thạnh Hải với tuyến đường DA05 dài 1,9 km ở ấp Thạnh Thới, Thạnh Tân, kinh phí 7,3 tỷ đồng, kinh phí đầu tư từ nguồn vốn trung ương. Dự án đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo có 19 hộ nghèo và hộ cận nghèo tham gia, có 160 học sinh sinh viên được thụ hưởng dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp như miễn giảm học phí với số tiền trên 50 triệu đồng, giới thiệu 130 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, 22 lao động đi làm việc ngoài nước theo hợp đồng. Bên cạnh đó, xã Bảo Thuận triển khai các chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 124 lượt hộ nghèo, 116 lượt hộ cận nghèo, 116 lượt hộ mới thoát nghèo và 153 lượt hộ hoạt động kinh tế vùng khó khăn, 196 hộ vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, 33 lượt hộ vay chương trình học sinh sinh viên, 6 hộ vay gói khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 27 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hiện nay, xã có 364 hộ nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn phí và trên 8.126 thẻ bảo hiểm y tế xã bản ngang, kinh phí trên 6,8 tỷ đồng và thực hiện xã hội hóa công tác giảm nghèo như trao tặng học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo, xây dựng 11 căn nhà tình thương và trao tặng hàng ngàn phần quà cho hộ nghèo. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cần quan tâm tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trong năm 2023. Chính quyền địa phương cần có sự chủ động, quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, khắc phục tâm lý trông chờ ỷ lại, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân để nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm kịp thời, hiệu quả và đúng quy định.